Rồi chào anh em buổi sáng nha. Sáng sớm thì em sẽ quay tiếp một con cũng mới về tới thì số khung con này đây 505409 ha. Quay sơ lược cho anh em xem con máy này nha. Đây là bông cuốn nè, bông cuốn con còn đẹp lắm nha anh em. Nó không bị móp, không bị móp, không bị gì hết luôn. Khá là ok luôn á. Anh em hãy chập, chút em quay cho anh em xem. Rồi, trước mắt em quay dần chân nha. Em dần chân ở đây. Cabin. Cabin cũng khá là ok. Điện á, chủ cũ họ cũng đã thay rồi, máy còn zin ha, chưa có bung. Cục tắt mở điện nó cũng hay bị hư lắm. Còn ánh sáng quay cho anh em thấy rõ luôn ha. Chớp ở đây đó luôn. Địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cả nhà có số điện thoại thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.